Hùng có khóc hết mắt. Nói như anh Hùng với chị Thảo khóc hết mắt. Khóc như chị Giang. Quá trình sống với hai mươi năm, mình phải biết rất rõ người thân của mình như thế nào. Và khi mà một người có cái bệnh liên quan đến tinh thần thì họ không tự nhận biết được đâu. Buộc là người thân phải có trách nhiệm. Và nếu như mà mình bao che cho cái chuyện thứ nhất là về mặt mà đạo lý là không cho phép, bởi vì mình phải lo để có cái giải pháp chữa trị sớm thì mới may ra là còn có thể chữa kịp. Thứ hai là về mặt mà luật pháp thì cũng không cho phép cái việc mà mình giam giữ một cái người đang có bệnh mà không được đi chữa bệnh. Từ khi qua thiền qua thở gì đó nha, thì qua có gây tổn thương về xã hội không? Qua có phạm pháp gì không? Về mặt điều hành công ty, tất cả mọi cái từ lớn đến bé như thế, tất cả mọi thứ, qua cái vi phạm bất cứ cái gì không? Thì các người anh chị em cứ xuống đi hỏi, ngay từ ngay bảo vệ cho đến tất cả trong con, người ăn kẻ ở trong nhà đi ra lái xe qua hỏi, nó có bịa được. Không phải từ 2013 đâu, cô đáng lẽ cô phải thấy những cái tiếng thở dài của cái người chồng của cô. Trong những lúc đêm khuya, trong những cái thư viện, thư đồn đó, trước đó nó dài dần dần. Trước kia là cô đòi sửa kính, thì qua nó sửa kính sửa hở rồi qua không quan trọng. Thì sau đó rồi đưa cái thằng nhỏ đang học Úc về, nó nghỉ hè nghỉ đầu về như vậy, qua sợ đưa đứa con nó vào, mà người lớn đã sai rồi, để đem con đem cái đúng không? Nó qua cái xin tòa là qua nói thôi sửa kính để đừng cho mấy đứa nhỏ vô nó tổn thương, nó nghe những cái chuyện nói qua nói về không có bao giờ mà nó tổn thương như vậy. Thì tòa người ta nhân văn người ta chấp nhận, bây giờ đi ra mình đi lưu loa mình nói giống như là cái tòa xử ác chứ đồ là khóc lóc gì đó mình nói, không bao giờ qua tưởng tượng nổi.